cháy, kéo thương tay nhau. Thông tin là đất nước Việt Nam mình coi là dịch bệnh đã đến rồi thì đã coi là mọi người dân phải hoang mang thế thôi. Khổ lắm cháu ạ, à, không có gì mua bán này đâu. Năm nay, một năm đại dịch Covid, khủng hoảng toàn cầu. Khi bệnh nhân 17 xuất hiện thì nhốn nháo cả lên. Người nhà nọ, điện cho nhà người kia, mỗi chiếc cần 5 tạ lương thực để cắt đạn. Sợ như thế. Thì tôi đã điện cho một số đơn vị lớn, trong đó có Tổng ty Lương thực miền Bắc, là cung cấp ngay lương thực cho nhân dân đến 11 giờ đêm để thỏa mãn mọi nhu cầu. Và lúc đó bao nhiêu trong kho đưa ra bán để đảm bảo lương thực. Nếu ta không có nguồn đó, tư thương ép giá rồi nó kích động thì chúng ta không còn gạo nữa, thì tạo ra không bất an ninh, mất ổn định xã hội. Trong nhiều năm nay, cứ mỗi lần mà kinh tế gặp khó khăn do những cuộc khủng hoảng thì Việt Nam lại luôn luôn thấy là nông nghiệp là chỗ dựa cho mình để mà mình có thể vượt qua được, và nông sản, nông nghiệp luôn luôn được gọi là bệ đỡ của nền kinh tế. Nông nghiệp nông thôn Việt Nam luôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế nước ta mọi thời kỳ, mà nhất là những thời kỳ mà chúng ta đang vấp phải như là Covid-19 đang diễn ra. Tôi nói cả thế giới này, khu vực ASEAN thì âm hết nền kinh tế, nhưng mà Việt Nam vẫn tăng trưởng được, trong đó có trụ đỡ quan trọng là nông nghiệp nông thôn. Chúng ta có quyền tự hào, chúng ta đã xây dựng được nền nông nghiệp đủ sức đáp ứng căn bản nhu cầu lương thực thực phẩm cho 100 triệu dân. Năm nay, một năm đại dịch Covid, khủng hoảng toàn cầu, chúng ta vẫn xuất khẩu tới trên 41 tỷ USD nông sản. Đó là một điều đáng mừng. Cái này đáng mừng không? Một cái ngành mà có nhiều đơn vị là anh hùng, trong đó có nhiều cá nhân anh hùng và tất nhiên rất nhiều tấm gương khác nữa. Chúng ta phải nhân những mô hình tốt này lên trong cuộc sống đời thường, trong bộ mặt nông nghiệp nông thôn của chúng ta. Cũng như hôm nay thông tin xôn xao về cái việc rất mừng là nghiên cứu vaccine lợn tả châu Phi đã cơ bản thành công. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020. Năm qua phải đối mặt với đại dịch COVID-19, nước ta xác định đó là một cuộc chiến với quan điểm là chống dịch như chống giặc. Trong cuộc chiến cam go đấy, nông nghiệp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh hậu cần, không chỉ sản xuất, cung cấp lương thực thực phẩm, đáp ứng cho 100 triệu dân ở trong nước, yên tâm chống dịch, mà còn làm dư ra một khối lượng nông sản khổng lồ, phục vụ cho việc xuất khẩu, cung cấp bữa ăn cho rất nhiều quốc gia trên thế giới, mang về kim ngạch hơn 41 tỷ đô la Mỹ. Và trong vòng quay 365 ngày đã đi qua, ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chậm lại để nhìn về nông nghiệp, một lĩnh vực được coi là trụ đỡ của nền kinh tế. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam sẽ là hai vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thành tựu to lớn và sự bứt phá vượt qua những thách thức chưa từng có về thiên tai và dịch bệnh COVID-19 của ngành nông nghiệp nước ta trong năm vừa qua. Xin mời phóng sự từ trường quay. Năm 2020 đầy khó khăn thách thức, nhưng mà đạt nhiều thành quả toàn diện, nhiều mặt. Nhưng mà cái khái quát nhất mà tôi muốn nói, đó là nông nghiệp Việt Nam khó khăn, vất vả nhất trong năm nay, nhưng đã đạt nhiều mục tiêu xuất sắc nhất. Đây là một thành quả, và vui mừng đến giờ phút này, chúng ta có thể cán đích được 41 tỷ đô la Mỹ. Tôi cho rằng đây là một con số rất ấn tượng. Với trước một cái thách thức cực kỳ là lịch sử, một là cái đại dịch Covid tác động chung, cái thứ hai nữa là thiên tai rất khắc nghiệt xảy ra ngay từ đầu năm cho đến giờ phút này, cái thứ ba nữa là dịch hại kể cả trên nhóm đối tượng cây trồng và vật nuôi. Vượt qua đó thì chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, đó là một cái kết quả vượt bậc của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta đã hoàn thành một cái chỉ tiêu rất căn bản, đó là tổng cái sản lượng lương thực, đảm bảo cho cái an ninh lương thực một cách vững chắc trong hoàn cảnh đất nước đông dân như vậy, trong hoàn cảnh tác động thiên tai như vậy, trong tác động của Covid như vậy, mà chúng ta có được một cái sản lượng rất tốt, đủ cho 100 triệu dân và tạo ra một cái khối lượng hàng hóa xuất khẩu gạo có lẽ là cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 vẫn là câu chưa phi nông bất ổn. Việt Nam vẫn là như vậy đã. Tôi tiếp tục
các lĩnh vực khác đều phải quan tâm. Nông dân chịu nhiều hy sinh mất mát, chúng ta không quan tâm, quan tâm ai? Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, đó là bất chấp những khó khăn chưa từng có của đại dịch Covid-19 này, những thiên tai thì năm 2020 vừa rồi thì nông nghiệp Việt Nam vẫn đạt được kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt tới là 41,2 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò là trụ đỡ của cả nền kinh tế của chúng ta, giúp Việt Nam trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế toàn cầu với mức tăng trưởng của chúng ta là 2,91%. Rất nhiều ý kiến cho rằng là ngành nông nghiệp của chúng ta thật là kỳ diệu, và không biết là chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì có chung quan điểm đó hay không? Nói chung thì chúng tôi nghĩ là năm 2020 thực sự ngành nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện được tốt vai trò của mình là bệ đỡ của nền kinh tế mỗi lúc nền kinh tế gặp khó khăn. Riêng về thành tựu vượt qua được Covid của Việt Nam cũng đã được các nước coi là điều kỳ diệu. Thế nông nghiệp Việt Nam năm nay cũng tiếp tục đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là năm nay cũng có một điều may mắn cho nông nghiệp Việt Nam là ở chỗ điều kiện chung của thị trường toàn cầu không mấy thuận lợi về mặt nông sản, cho nên các sản phẩm nông nghiệp có cơ hội để xuất khẩu được tốt hơn. Thế và chúng ta tuy là có Covid nặng nề ở một số vùng, nhưng hầu hết các vùng nông nghiệp trọng điểm của nước ta lại không bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid. Nghĩa là dịch bệnh Covid không tới những vùng đó bao nhiêu, cho nên nó cũng không gây tác hại lớn cho ảnh hưởng cho kinh tế nông nghiệp. Thì tôi nghĩ là năm nay dù sao cũng tạo cho nông nghiệp được cơ hội để làm bàn khá tốt trong việc đóng góp chung vào nền kinh tế, và đồng thời cho nông nghiệp những bài học rất cần phải xem xét lại để cho tương lai có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Vâng, thật ra không phải là chỉ năm nay đâu ạ. Chúng ta thấy rằng là trên thực tế thì qua các năm, những cái lúc mà đất nước gặp khó khăn nhất hay là nhân loại gặp khủng hoảng thì nông nghiệp lại bừng sáng để giúp ổn định chính trị này, đảm bảo cuộc sống an sinh xã hội này. Không biết là ông Ngọc có nghĩ như vậy không? Có thấy là nông nghiệp của chúng ta thật sự là một cái trụ đỡ của nền kinh tế và thật sự là kỳ diệu hay không? Đúng là như vậy. Đặc biệt là đối với năm 2020, khi đất nước của chúng ta rồi cả thế giới nằm trong cái khủng hoảng của đại dịch Covid-19. Nhưng riêng với Việt Nam ấy thì chúng ta thì còn gặp một cái khó khăn, đó là thiên tai. Mà thiên tai thì năm nào chúng ta cũng có, nhưng mà riêng năm 2020 thì cái thiên tai của chúng ta có thể nói là quá nặng nề, mà nó đã diễn ra từ đầu năm đến cuối năm, mà không loại trừ ở một cái vùng nào trên cái dải chữ S của Việt Nam. Thì rõ ràng là trong cái khó khăn đó chúng ta cũng có những cái điều thuận lợi, và chính cái thuận lợi đó chúng ta đã biết khai thác để đưa nông nghiệp của chúng ta thực sự là một điều kỳ diệu của năm 2020. Vâng, đúng là nông nghiệp thể hiện vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế quốc gia, và đằng sau trụ đỡ đó đó là hàng triệu nông dân Việt Nam. Theo đó thì đã có rất nhiều ý kiến cho rằng là trong những năm qua thì ngay cả hiện tại nữa, trước sức ép của hội nhập này, trước sức ép của thiên tai, của dịch bệnh, của quá trình đô thị hóa thì trụ đỡ nông nghiệp của chúng ta cũng đang dần yếu đi. Và không biết là chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan có nhận thấy cái điều đó hay không ạ? Tôi thực sự tôi thích dùng cái từ bệ đỡ hơn là trụ đỡ. Trụ đỡ chúng ta hình dung nó là một cái cột trụ, nhưng bệ đỡ nó là cả một cái nền tảng rộng. Mà nông nghiệp ở Việt Nam thực sự vẫn đang là một cái nền rất rộng rãi. Ít nhất là về lao động, về công ăn việc làm thì số lượng người lao động của Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay vẫn là đông đảo nhất và đang đóng góp rất lớn vào cuộc sống kinh tế của đất nước. Thế thì trong bệ đỡ nông nghiệp này thì trong những năm vừa qua nếu tính theo tỷ trọng trong GDP thì có vẻ như giảm đi vai trò của nó. Nhưng trên thực tế tôi không nghĩ là chỉ nên tính theo GDP thuần túy, bởi vì cái đóng góp của nông nghiệp vào nền kinh tế thì nó khác. Trong khi nếu mà tính con số thuần túy thì nó có vẻ giảm đi, nhưng mà tổng sản lượng của nông nghiệp và tổng đóng góp của nông nghiệp vẫn tăng lên, và nhất là đóng góp của nông nghiệp cho các ngành kinh tế khác. Ví dụ như các sản phẩm nông sản được xuất khẩu, được chế biến để trở thành hàng công nghiệp chẳng hạn, hoặc là các dịch vụ mà từ nông nghiệp mang tới thì nó cũng đóng góp rất lớn. Thế thì cái bệ đỡ đó nó cũng không hoàn toàn yếu đi đâu, mà những năm vừa qua nó được cải cách dần, được đổi mới dần, kể cả chủ động của bản thân người nông dân cũng như nhờ những chính sách đúng của chính phủ, hoặc là cái sự tham gia ngày càng nhiều của doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác mà nông nghiệp, thì nó làm cho nông nghiệp của chúng ta từ chỗ tăng trưởng chủ yếu là vào sản lượng thì đã tăng lên bằng chất lượng, bằng hiệu quả ngày càng cao hơn.
và người nông dân bây giờ cũng rất hiểu yêu cầu của thị trường càng ngày càng cao trong hội nhập quốc tế về các chuẩn mực của sản phẩm. Muốn xuất khẩu được thì phải đạt được những tiêu chuẩn cao hơn, thậm chí muốn chinh phục thị trường trong nước cũng phải đạt những chuẩn mực cao hơn, đặc biệt là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó họ cố gắng bằng mọi cách ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng một cách toàn diện chứ không phải chỉ dựa vào sản lượng. Và vì vậy, nếu mà nhìn vào cái sức mạnh của nông nghiệp Việt Nam hiện nay và trong tương lai, nếu như chúng ta tiếp tục có những thúc đẩy đúng đắn thì nông nghiệp Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế về lâu về dài và nhất là với chất lượng và hiệu quả càng ngày càng cao hơn. Thế thì theo bà thì bệ đỡ đó của quốc gia chúng ta thì có cần để có cái sự tiếp sức hay không? Có chứ, cũng như mọi ngành kinh tế khác. Chúng ta thực tế là Việt Nam mình, bản thân mình chỉ là một nước đang phát triển ở mức thu nhập trung bình thấp. Muốn vươn lên ở mức thu nhập trung bình cao hơn thì phải nâng hiệu quả và sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế, của tất cả các ngành, các sản phẩm của Việt Nam. Và ngành nào cũng cần sự hỗ trợ, đặc biệt là đối với nông nghiệp lại càng cần hơn, bởi vì nông nghiệp vốn dĩ cho đến nay vẫn nhận được cái mức đầu tư tương đối thấp so với tất cả các ngành kinh tế khác. Và lại, khoa học công nghệ đưa vào nông nghiệp thì hoàn toàn không dễ dàng khi mà một diện nông dân còn rất rộng và sản xuất vẫn bị phân tán, nhỏ lẻ quá, đất đai thì hạn hẹp. Cho nên là chưa có được cái hiệu quả cao về quy mô, cho nên cần rất nhiều những sự hỗ trợ. Nhưng trước hết kể cả về tư duy làm nông nghiệp cũng như các chính sách cần thiết cho nông nghiệp hay là các chính sách liên quan như là đất đai hoặc là tín dụng hoặc là khoa học công nghệ v.v. Tôi nghĩ còn nhiều việc phải làm lắm. Như là quan điểm của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nông nghiệp là bệ đỡ của quốc gia. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhìn nhận vào một thực tế đó rằng là ngày nay ở nông thôn ấy, thì nông dân của chúng ta bỏ đi rất là nhiều. Chính vì thế nên là ở làng quê bây giờ chủ yếu là chỉ có người già và trẻ con thôi. Và theo một số liệu thống kê chúng tôi vừa mới cập nhật ở đồng bằng sông Cửu Long mới đây đã công bố, có 1,3 triệu người di cư thoát ly khỏi đồng ruộng và tăng trưởng dân số ở đây là đạt con số âm. Và xin hỏi ông Ngọc là chúng ta sẽ phải đối mặt với cái thực tế này như thế nào? Trước hết thì có lẽ tôi thống nhất là cái bệ đỡ này rất cần chúng ta nhìn nhận một cách nó đầy đủ, chính xác và toàn diện để mà có những cái chính sách cho nó phù hợp. Thế còn nhìn vào thực trạng hiện nay thì đúng là nông thôn của chúng ta về lao động, trước hết là chúng ta thấy là cái quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông thôn ra thành thị là rất mạnh. Cái điều đó cũng dễ hiểu. Đặc biệt thì chúng ta thấy cái dòng người mà như ta nói là cái di cư là lúc đó họ về quê ăn Tết nó đông và nó nườm nượp như thế nào. Và điều đó nó khẳng định là cái chuyện là di cư là hoàn toàn là có thật với một cái con số là rất là lớn chứ không hề nhỏ. Và vì vậy cái thực tế lao động hiện nay ở nông thôn nói chung, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long ấy, là cái số thanh niên còn bám lên đồng ruộng không có nhiều, không có nhiều. Đấy là thực trạng. Thì điều đó rất chúng ta thấy là trong những năm tới, mà không phải trong những năm tới là những năm tiếp theo ấy, thì làm thế nào đó để hạn chế tất cả những cái tác động đó đối với cái bệ đỡ. Và cái đó rất cần. Nếu những cái chính sách đó không đủ, không kịp thời, không đồng bộ, không toàn diện thì khó có thể để bệ đỡ giữ vững được. Vâng. Chúng ta thấy rằng là để đảm bảo lương thực thực phẩm cho toàn xã hội và xuất khẩu thu về hơn 41 tỷ đô la Mỹ thì nông dân và đất đai có lẽ là phải vắt kiệt sức ra để sản xuất. Xin hỏi chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là liệu cái sức lao động của những người nông dân, liệu cái tiềm năng, những cái sự màu mỡ của đất đai có đủ để cho chúng ta khai thác trong những năm về sau hay không ạ? Vâng, tôi nghĩ trong thời gian vừa qua, một thời gian khá dài, có lẽ chúng ta cũng mải miết chạy theo cái thành tích về mặt sản lượng nông nghiệp, cho nên làm cho nông dân thực sự là cũng bị vắt cạn kiệt sức của họ. Sức của họ đây không phải chỉ là thuần túy là sức lao động của hàng mấy chục triệu nông dân, mà còn là sức của họ về đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Để có được thu nhập nông nghiệp như vậy thì thực ra họ cũng đã phải bỏ ra rất nhiều tiền của đầu tư vào mua các vật tư nông nghiệp liên quan, từ giống má đến phân bón đến thuốc trừ sâu, rồi là tất cả các chi phí khác để có được sản lượng như thế này. Và ngay trong thành quả xuất khẩu 41 tỷ đô la của chúng ta thì chúng ta cũng phải bỏ ra hàng chục tỷ đô la cho việc nhập khẩu các vật tư đầu vào để phục vụ cho nông nghiệp.
Cho nên là về mặt tài chính mà nói thì phải nói thực là sức của nông dân thực sự là càng ngày càng vất vả, càng khó khăn hơn. Thế đầu vào thì giá liên tục tăng, trong khi đầu ra họ bán ra thị trường thì giá không lên được bao nhiêu. Cho nên là cái thu nhập thực của nông dân ấy qua cân đối giữa thu và chi của họ thì không còn được bao nhiêu cả. Cho nên là đấy là một mặt rất quan trọng của sức nông dân, chứ không phải chỉ hàng triệu người rời bỏ nông thôn mà rời bỏ nông nghiệp mà đi ra đô thị rồi làm các công việc khác nữa đâu. Cái thứ hai nữa, sức của nông dân cũng rất khó ở chỗ là về việc làm sao nâng cao được trình độ, được tay nghề, được kỹ năng cho họ. Chúng ta cũng bỏ không ít tiền vào những chương trình đào tạo nghề ở nông thôn, nhưng thực sự hiệu quả không được bao nhiêu, kể cả cho nghề làm nông cũng như cho các nghề phụ khác của nông thôn để có thể tăng thêm thu nhập cho nông dân. Thế thì ngay về mặt kỹ năng là cái yêu cầu rất cần thiết trong giai đoạn tới, nếu như chúng ta muốn nâng tầm nền nông nghiệp lên và nâng năng suất lao động của nông dân lên thì cái đó cũng là cái hạn chế cho nông dân trong tương lai, đặc biệt là trong tương lai. Thế và cái yếu tố thứ ba nữa là công nghệ muốn đưa vào nông nghiệp cũng không dễ dàng. Khả năng của nông dân tiếp thu cũng đã bị những cái hạn chế nhất định rồi, nhưng quy mô sản xuất của chúng ta hiện nay không cho phép áp dụng một cách rộng rãi được các lĩnh vực công nghệ, mà nhiều khi nó đòi hỏi phải có quy mô thì mới có hiệu quả. Thế thì chúng ta làm chủ yếu đất vẫn là giao theo cách cũ, hạn điền vẫn còn nặng nề và nó làm bó hẹp phạm vi của nông dân, khả năng của nông dân ứng dụng công nghệ. Thế rồi khả năng về thị trường cũng vậy, cũng là cái hạn chế thứ tư của nông dân. Trên thị trường nội địa bây giờ sự cạnh tranh cũng càng ngày càng gay gắt. Chúng ta thấy ngay như gạo, gạo Thái Lan tràn vào Việt Nam rất nhiều, gạo Campuchia cũng bán ở Việt Nam không phải là ít, trong khi chúng ta mải miết lo xuất khẩu gạo ra bên ngoài và cạnh tranh trên thị trường thế giới cũng rất là lớn. Cho nên tìm kiếm được thị trường cho các sản phẩm của mình đối với nông dân không là dễ dàng. Các thị trường dễ tính bây giờ cũng không dễ tính nữa, và các thị trường đòi hỏi cao hơn thì chúng ta lại chưa đạt được những chất lượng cần thiết hoặc là các nhân tố khác theo tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu. Thế cho nên tôi nghĩ là đối với nông dân khó khăn cũng vẫn còn về rất nhiều bề, và nếu nhìn những điều như tôi vừa nói thì rõ ràng nó đang là quá sức đối với nông dân. Tuy nhiên chúng ta có thể vượt qua sự quá sức đó không? Tôi tin chắc chắn là được. Chúng ta vẫn có thể giảm tiếp những số người làm trong nông nghiệp để mà có một nền nông nghiệp hiệu quả hơn và mang lại hiệu quả cao hơn cho nông dân. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải tổ chức sản xuất lại nông nghiệp về rất nhiều khía cạnh, và ít nhất là cải thiện những khía cạnh như tôi vừa nêu. Có thế thì nông dân mới tăng năng suất được, họ không phải bỏ sức ra một cách cạn kiệt mà vẫn có thể có hiệu quả. Và quan trọng nhất là có thu nhập cao hơn được để giữ lại động lực cho họ, tạo thêm động lực mới cho họ có thể gắn bó với nông nghiệp một cách lâu dài và làm nông nghiệp giỏi hơn, hiệu quả cao hơn. Vâng, xin cảm ơn mình chia sẻ vừa rồi của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Thưa ông Ngọc, là cũng có những ý kiến cho rằng là theo các số liệu thống kê từ địa phương mà chúng tôi có cập nhật thì hầu hết các khoản để đóng góp xây dựng hay là kiến thiết nông thôn lại đến từ những người nông dân đi làm ăn ở xa. Và thực tế này cho thấy rằng là nếu mà từ nông nghiệp để chúng ta trang trải cuộc sống hàng ngày của mình đã khó rồi, để mà làm giàu từ nông nghiệp có lẽ là càng khó hơn. Không biết là phía Tổng hội Nông nghiệp thì nghĩ sao về những cái ý kiến này ạ? Điều đó là một thực tế. Nhưng mà phân tích một cách đầy đủ và khách quan thì những đóng góp cho cái xây dựng nông thôn mới đó là từ những người nông dân mà di cư hoặc chuyển dịch cơ cấu lao động đi làm những nghề nghiệp khác đã đóng góp cho cái chương trình này là phần lớn. Và vì vậy thì chúng ta thấy một cái điều đó rất rõ ràng là cái nguồn lực của người nông dân hiện nay là rất hạn chế, là rất hạn chế. Và trong khi đó thì chúng ta lại thấy một thực tế nữa là đầu tư cho nông nghiệp của chúng ta cũng ở mức độ khiêm tốn. Nó chưa tương xứng với cái gì mà nông nghiệp đã đóng góp cho nền kinh tế của quốc gia. Và vì vậy là nhìn nhận vấn đề này cần phải có một cái sự chuyển biến về mặt nhận thức một cách đầy đủ và rõ ràng nhất đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở trong giai đoạn tới. Vâng, chúng ta nhìn lại trong 35 năm chúng ta thực hiện tiến trình đổi mới kinh tế đất nước và cởi trói cho nông nghiệp, thì chúng ta thấy rằng là đến nay thì Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu nông sản thô hàng đầu ở trên thế giới. Hiện tại thì lúa, gạo, cá tra, cà phê, nhiều loại cây trồng vật nuôi khác của Việt Nam đều đạt đỉnh cao về năng suất sinh học và chúng ta không thể tăng thêm được nữa. Như vậy thì có nghĩa rằng là tiềm năng này, độ phì nhiêu của đất đai và sức lao động của con người thì cũng đã ở mức cạn kiệt rồi. Theo đó thì vấn đề tiếp sức và chuẩn bị kịch bản tiếp theo cho sự phát triển nông nghiệp cho chặng đường tiếp theo cũng là một cái điều cấp bách mà chúng ta cần tính đến. Không biết là bà Phạm Chi Lan thì nghĩ sao?
Vâng, tôi hoàn toàn với những đồng ý với những điều bạn vừa nêu. Thực sự là chúng ta cũng đã phát triển tới hạn rồi của nông nghiệp và sức lao động của nông dân cũng như khả năng đất đai của Việt Nam. Thế để tiếp tục phát triển trong thời gian tới thì chắc chắn chúng ta phải có một sự chuyển biến mạnh trong cách phát triển kinh tế nông nghiệp, chứ không chỉ là sản xuất nông nghiệp nữa. Kinh tế nông nghiệp thì nó đòi hỏi chúng ta phải nhìn vào hiệu quả, phải tính toán về cách đầu tư như thế nào, rồi ứng dụng những cái gì để mang lại hiệu quả cao nhất, kể cả cho sức lao động của những con người bỏ ra, cũng như tài nguyên quan trọng nhất cho nông nghiệp là đất đai, để làm sao được khai thác được tốt nhất. Thì tôi nghĩ điều này nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại về kinh tế nông nghiệp như tôi vừa nêu, và từ đó thì sẽ phải cơ cấu lại cho hợp lý. Trước hết là tôi rất trông đợi là đất đai của chúng ta được xem xét lại, cơ cấu lại để làm sao có thể có sự tích tụ đất cho những khoảnh đất rộng hơn để có thể ứng dụng công nghệ vào. Công nghệ bây giờ nó trở thành một trong những nhân tố vô cùng then chốt để thay đổi cho tất cả các ngành và đặc biệt là cho ngành nông nghiệp. Nếu như muốn đạt những chuẩn mực cao trên thị trường thế giới và ngay cả người tiêu dùng trong nước đang đòi hỏi, nếu như muốn có giá trị gia tăng cao hơn trong nông nghiệp, hoặc là cho mỗi hecta nông nghiệp có thể mang lại được nhiều giá trị cao hơn chứ không phải như cách chúng ta đang làm hiện nay. Thế thì công nghệ là đòi hỏi rất cao. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng phải thay đổi cái cách tổ chức sản xuất nông nghiệp. Thay vì là vẫn còn phân tán cho hàng triệu hộ nông dân nhỏ lẻ thì rất cần biết một cách là tập hợp nông dân lại với nhau để làm cho cái tư duy kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh nông sản nó thấm được vào cả nông dân nữa, cũng như những người lãnh đạo của các địa phương thấy rõ là yêu cầu về kinh doanh nông nghiệp phải làm thế nào để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, hay nói đơn giản là có lợi nhuận cao nhất cho tất cả các bên tham gia. Thì chúng ta phải cố gắng tham gia vào các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trên toàn cầu như thế nào để chấm dứt tình trạng là Việt Nam chỉ được tiếng là một nước xuất thô nông sản cao, chứ không phải là một nước có thể mang tới những thực phẩm theo cách là biến Việt Nam thành một bếp ăn của thế giới. Vâng. Như là một nhà kinh tế rất nổi tiếng trên thế giới, ông Philip Kotler đã khuyến cáo đối với Việt Nam khi ông đến thăm Việt Nam và thấy Việt Nam có những món ăn rất ngon cũng như có những nguồn thực phẩm rất tốt nhưng mà chưa chế biến đưa ra được thị trường. Thì tôi nghĩ là có nhiều con đường cần phải làm, nhiều việc cần phải làm để thúc đẩy nông nghiệp lên. Vâng, trong phần đầu chương trình chúng ta cũng đã nói rằng là xuất khẩu nông sản năm nay của chúng ta thu về là hơn 41 tỷ đô la Mỹ. Và tuy nhiên thì đời sống nông dân thì theo phản ánh thì vẫn gặp rất nhiều những khó khăn. Mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì cũng đã cho biết là trong năm 2020, thu nhập bình quân của nông dân đó là 43 triệu đồng một người một năm. Tức là nếu mà chúng ta tính ra thì độ khoảng 3,5 triệu đồng một tháng đối với một người nông dân. Tuy nhiên thì nhiều nông dân cho biết rằng là đây chỉ là tính đổ đầu thôi, và thực tế thì thu nhập của người nông dân thấp hơn rất nhiều. Có những người nông dân thì họ thu nhập không nổi 20 triệu đồng một năm. Nếu mà chúng ta nói theo một hình ảnh so sánh là hai người ăn chung một con gà thì một người sẽ được ăn một con gà và một người thì được ăn rất ít hoặc là chỉ ngửi thôi. Thì không biết là bà Phạm Chi La nhìn nhận như thế nào về con số đưa ra và thực tế phản ánh từ những người nông dân ạ? Tôi nghĩ những người nông dân đã phản ánh rất đúng cái thực tế đang xảy ra đối với họ. Trên thực tế là khi chúng ta tính bình quân chia theo đầu người thì luôn luôn có nghịch lý là chúng ta tính cái phần mà một người giàu có thể được hưởng tới 100 lần, 1000 lần hơn những cái người nghèo hơn, hoặc là những người thu nhập cao hơn thì hưởng hơn rất nhiều, kể cả về thu nhập cũng như họ tích tụ được những tài sản lớn bội phần so với những người khác còn lại đông đảo trong xã hội. Cho nên cách tính bình quân đó nhiều khi nó vẫn làm cho đông đảo nông dân mà ở cái diện nghèo hơn, thu nhập thấp hơn, họ cảm thấy buồn là không phản ánh đúng thực tế cuộc sống của họ. Và như tôi vẫn nói đấy, cái mục tiêu cuối cùng cao nhất, cái việc mà có thể coi Việt Nam là làm được kỳ diệu về nông nghiệp hay không, nó sẽ phải phụ thuộc vào việc là chúng ta có cải thiện được thu nhập cho nông dân hay không, có làm cho nông dân dần dần không những là thoát nghèo mà còn phải là vươn lên thành mức thu nhập trung bình hoặc là thu nhập càng ngày càng khá hơn hay không. Đấy mới là mục tiêu tối thượng mà nông nghiệp phải đạt tới, chứ không phải chỉ là cứ làm ra được nhiều rồi tính cái thành tích chung đó và chia ra cho họ không thôi. Và điều đó thì nó đòi hỏi rất nhiều việc. Thành ra là riêng cái tài sản quan trọng nhất đối với nông dân là đất đai, họ đã không có được cái quyền chủ động rồi thì làm gì nói được đến chuyện giàu có. Thì tôi vẫn cứ ước ao là khi nào chúng ta thực sự để cho đất đai trở thành tài sản của nông dân và người ta được quyền chủ động sử dụng tài sản của mình như thế nào cho có hiệu quả nhất đối với họ, thì lúc bây giờ mới có thể có kỳ vọng là thu nhập của nông dân dần cải thiện lên. Hai nữa là chúng ta cũng phải làm sao giảm bớt cái khoảng cách về thu nhập. Nó nhiều khi
cũng là hợp lý thôi, nếu như những người giỏi hơn có thể thu nhập cao hơn, nhưng nó là bất hợp lý nếu như những người có thể dựa vào những quyền lực nhất định hoặc những mối quan hệ nhất định mà có được lợi thế cao hơn trong việc lấy được những mảnh đất tốt, rồi là có được những mảnh đất rộng hơn để kinh doanh, hoặc là được phép chuyển đổi dễ dàng hơn với đất đai, hoặc là với mục đích sử dụng đất của họ để chuyển sang những ngành kinh doanh hoặc là những ngành nông nghiệp nhưng mà có lợi nhuận cao hơn, ví dụ như về thủy sản, ví dụ như về cây trái so với làm lúa chẳng hạn. Thành ra chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để làm sao tạo thêm cả cái sự công bằng đối với nông dân trong việc là dành cho họ quyền tài sản và cái quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, thì từ đó mới có thể giảm bớt đi được những khó khăn trong thu nhập và nâng cao dần thu nhập của nông dân, cũng như nâng cao dần cái tính công bằng trong thu nhập của những người làm trong nông nghiệp. Vâng, và năm 2021 đã đến rồi, không biết là chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì có kỳ vọng gì vào nông nghiệp của nước ta trong năm tới, cũng như là có lời chúc gì cho tới những người nông dân của chúng ta hay không ạ? Vâng, tôi thực sự vẫn có kỳ vọng rất nhiều vào nông nghiệp và những người nông dân của Việt Nam. Những điều họ làm được trong năm 2020 thực sự là rất là tuyệt vời, cũng như những điều đã làm được trong những năm trước để tích tụ lại dần qua kinh nghiệm, qua trải nghiệm, nhiều khi lên bờ xuống ruộng, đau đớn trên thương trường, nhưng từ đó họ trưởng thành dần lên. Và những người nông dân Việt Nam thực sự là rất kiên cường, anh dũng, kể cả đối những vấn đề về thiên tai, dịch bệnh này khác, để mà vượt qua được tất cả. Và thực ra tất cả những cái chúng ta đạt được trong nông nghiệp thì nhờ chính sách một phần, nhưng nhờ chủ yếu vẫn là bản thân những người nông dân. Nên trong năm tới thì tôi vẫn kỳ vọng là nông nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục một số những thành quả, những thay đổi chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua, và mạnh dạn thực hiện những thay đổi mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới, để làm cho nông nghiệp Việt Nam có thể vượt lên mạnh mẽ hơn nữa và cuộc sống của người nông dân có thể được cải thiện nhiều hơn nữa. Vâng. Thế còn ông Ngọc thì sao? Ông Học có kỳ vọng gì vào nông nghiệp của chúng ta và có lời chúc gì tới người nông dân hay không ạ? Trước hết thì chúng ta thấy như thế này. Khi đánh giá về cái kết quả của nông nghiệp năm 2020 và giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp trong năm 2021, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã mạnh dạn để yêu cầu ngành nông nghiệp phải thay đổi một cách quyết liệt. Trong đó có những chỉ tiêu mà tôi nghĩ là giao với một cái quyết tâm rất cao, đó là cái xuất khẩu của nông nghiệp năm 2021 phải đạt là 44 tỷ USD. Đương nhiên là xuất siêu. Con số này tưởng là đơn giản, nhưng với một ngành nông nghiệp luôn luôn gặp một cái rủi ro kép, nó là cả thị trường, cả thời tiết khí hậu và dự báo cho cái kinh tế của năm 2021 ấy còn rất khó dự báo, vì chúng ta biết đấy, đại dịch Covid cũng chưa biết nó kết thúc ra làm sao và kết thúc như thế nào. Nhưng mà tôi thì cũng rất tin tưởng vào cái ngành nông nghiệp và cũng rất tin là ngành nông nghiệp sẽ phấn đấu đạt được cái chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ, vì tất cả những cái nền tảng mà ngành nông nghiệp đã làm trong những năm qua, trong 5 năm qua và đặc biệt năm 2020 sẽ tạo tiền đề rất tốt cho cái phát triển của ngành nông nghiệp trong năm 2021. Cộng với cái sự thay đổi đặc biệt về cơ chế chính sách, tập trung nguồn lực cho ngành nông nghiệp và có những cái quyết sách có thể nói là nếu mà chúng ta làm được thì ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục có những bứt phá và tiếp tục làm một cái bệ đỡ một cách vững chắc đối với kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Và vì vậy là tôi cũng rất hy vọng và kỳ vọng là qua đó người nông dân của chúng ta sẽ có nhiều niềm tin và hy vọng là chúng ta dần dần cuộc sống sẽ được thay đổi. Gắn với đó là cái chương trình xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021 và 2025. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có năm nay mà từ rất nhiều năm qua rồi, cứ mỗi khi đất nước gặp khó khăn, đặc biệt là khi có khủng hoảng về kinh tế hay là dịch bệnh, thiên tai, thì nông nghiệp lại được chú ý tới vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên thì có nhiều ý kiến cho rằng là bệ đỡ nông nghiệp đã đến lúc cần phải được gia cố thêm, bởi tiềm năng đất đai, sức sản xuất của nông dân Việt Nam cũng đã cạn kiệt. Bây giờ cũng là lúc mà cần được tiếp sức bằng các chính sách ưu đãi, đặc biệt là về nguồn vốn đầu tư. Vì đằng sau bệ đỡ nông nghiệp là hàng triệu nông dân đang ngày ngày vắt sức ở trên đồng ruộng để sản xuất.
Theo đó thì phát triển nông nghiệp dứt khoát phải lấy được thước đo nâng cao đời sống cũng như là thu nhập của nông dân làm nền tảng. Và chúng tôi cũng mong rằng là trong năm 2021 sắp tới, nông nghiệp, nông dân nước ta sẽ luôn gặp mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, được mùa, được giá. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi, một chương trình rất đặc biệt trong ngày cuối năm. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.